Ấn Độ phóng thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ấn Độ tuyên bố phóng thử thành công tên lửa Agni 3, nền tảng quan trọng trong việc hình thành xương sống hệ thống vũ khí hạt nhân của New Delhi. Ấn Độ đã thực hiện thành công vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung Agni 3 từ đảo APG Abdul Kalam, ngoài khơi bờ biển Odisha ở Balasore. Ấn Độ hôm ngày 23 tháng 11, theo The Indian Express, Bộ Quốc phòng Ấn Độ MOD cho biết cuộc thử nghiệm đánh giá các thông số hoạt động, cũng như độ tin cậy của hệ thống tên lửa Agni 3. Agni là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Ấn Độ do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng phát triển. Agni 3 là phiên bản mới nhất của dòng tên lửa đạn đạo Agni, được đưa vào trang bị cho quân đội Ấn Độ từ năm 2011. Tên lửa có đường kính 2m, chiều dài 16m, nặng hơn 48 tấn, có khả năng mang đầu đạn hơn 1,5 tấn, tầm bắn 3.000 km đến 5.000 km và đạt độ cao tối đa 500 km. Sai số có thể xảy ra của Agni 3 nằm trong phạm vi 40m. Tên lửa nhiên liệu rắn 2 tầng, đủ nhỏ gọn để dễ dàng di chuyển và triển khai linh hoạt. Động cơ tầng 1 của Agni 3 sử dụng vỏ động cơ bằng thép cứng và chứa 30 tấn nhiên liệu đẩy. Tầng thứ 2 của tên lửa sử dụng vỏ động cơ bằng sợi carbon và chứa 12 tấn thuốc phóng. Cả hai giai đoạn đều sử dụng vòi phun với hệ thống vector lực đẩy Fresil để điều khiển. Tên lửa này chủ yếu được sử dụng với đầu đạn hạt nhân có năng suất ước tính 200-300 kT. Nó cũng có thể được trang bị các đầu đạn thông thường và đầu đạn con. Agni 3 được trang bị hệ thống định vị quán tính INS, GPS để điều khiển và điều hướng chuyến bay cùng hệ thống máy tính tiên tiến. Các hệ thống điện tử được thiết kế để chịu được độ rung, nhiệt và tiếng ồn lớn. Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa Agni 4 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Mùng 9 tháng 6 năm 2022, xem Ấn Độ lần đầu thử tên lửa đạn đạo Agni 2 trong đêm. Ngày 17 tháng 11 năm 2019,